Đến 9 giờ sáng tại ga Hà Nội, chỉ có duy nhất anh Hà Hữu Cường đến mua vé tàu về Thanh Hóa. Dịch bệnh quay trở lại lần này. Tai nghe Bluetooth Air Plus, chuẩn Bluetooth 5.0 mới nhất hiện nay, khoảng cách kết nối tối đa lên đến 15 mét. Thiết kế sang trọng cao cấp, âm thanh được tích hợp công nghệ chống ồn, khử tạp âm, sử dụng liên tục lên đến 5 tiếng, đảm bảo giải trí cả ngày. Và đặc biệt giá đang cực sốc, chỉ 179k ship toàn quốc. Đặt hàng gọi ngay cho shop 0387458303. Khiến anh thực sự lo lắng. Trước đó anh có thói quen bắt xe khách về quê, nhưng lần này anh quyết định đi tàu, dù phải chờ đợi. Theo anh, đi tàu hỏa là cách lựa chọn tốt hơn cả, vì trên tàu hỏa, việc thực hiện giãn cách sẽ tốt, an toàn hơn xe khách. Thì lên tàu an toàn hơn là đi xe khách, thì là được kiểm soát tốt hơn là xe khách. Xe khách từ bến xe, nhiều cái nguồn, nhiều người sẽ không được kiểm soát chặt chẽ như ga tàu. Nếu như những ngày đầu và trung tuần tháng 7, người dân đến ga Hà Nội mua vé, đặt vé đi tàu đông đúc, thì hôm nay chỉ lác đác một vài khách ra ga để mua vé đi những chặng ngắn. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, phải tạm dừng nhiều đoàn tàu, nhưng ngành đường sắt vẫn siết chặt công tác chống dịch bệnh, nâng cao công tác tuyên truyền, ý thức tự giác cho cả nhân viên và hành khách. Chống dịch ở ga là rất tốt, có xịt khuẩn và đeo khẩu trang, yêu cầu đeo khẩu trang trên cả trong cả chuyến đi xuống tàu. Chúng tôi cũng kiểm tra thân nhiệt của khách hàng, và các khách hàng khi sử dụng phương tiện tàu hỏa thì cũng phải kê khai y tế trước khi lên tàu. Khách mua thì hủy, mà khách có nhu cầu đi thì cũng là rất là hạn chế. Do đó là cái số lượng hành khách sử dụng phương tiện tàu hỏa là giảm đi rất là nhiều. Đã có hàng trăm hành khách hủy vé đi tàu vì lo ngại dịch bệnh. Chỉ trong một tuần qua, lượng khách trả vé lên tới 25 tỷ đồng. Dự kiến 7 tháng đầu năm nay, ngành đường sắt lỗ khoảng 700 tỷ đồng. Trong những ngày đợt dịch bệnh trước thì chúng tôi đã phải tạm dừng, tạm hoãn lao động khoảng cỡ 4.000 lượt cán bộ nhân viên, 4.000 trên 7.000 lực lượng làm việc về kinh doanh vận tải. Và đợt này nếu như tiếp tục kéo dài thì chúng tôi vẫn phải tiếp tục thực hiện là cắt giảm và thực hiện lao động luân phiên. Nếu mà dịch đến hết năm thì chúng tôi đang dự kiến lỗ khoảng cỡ 1.000 tỷ. Để vừa đảm bảo duy trì các đoàn tàu phục vụ người dân, vừa ổn định đời sống người lao động và hỗ trợ việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa, ngành đường sắt đã đưa ra các phương án tăng cường hoạt động các đoàn tàu chở hàng, nhất là hàng hóa xuất khẩu nông sản, thủy sản. Dự kiến đoàn tàu chở hàng sang Trung Quốc theo tuyến đường sắt liên vận Việt Nam-Trung Quốc sẽ tăng hơn 10% so với trước đây.